Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Toka VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Honda HR-V, chiếc xe crossover gầm cao 5 chỗ ngồi nhập khẩu tại Thái Lan của bên phía Honda mà trong video ngày hôm nay, ngày 18 tháng 3 năm 2024, thời điểm dịp giữa tháng này, và Toka VN sẽ cập nhật đến với quý anh chị các bạn những sự thay đổi về mức giá bán khuyến mại giảm trực tiếp về tiền mặt dành cho từng phiên bản của Honda HR-V, những chương trình về gói quà tặng phụ kiện khuyến mại và mức giá lăn bánh đến với những anh chị, những khách hàng nào đã và đang quan tâm theo dõi về cái mẫu xe này. Honda HR-V thì hiện tại ở trong cùng tầm tiền, trong cùng phân khúc thì nó đang cạnh tranh với cả chiếc xe Toyota Corolla Cross, một cái dòng xe của bên phía Toyota cũng là nhập khẩu tại Thái Lan, cùng tầm tiền với cả Mazda CX-5 nữa, có phiên bản cũng tầm tiền với cả Seltos hay là Hyundai Creta nữa quý chị các bạn ạ. Vậy thì dịp giữa tháng này Honda HR-V mình sẽ cập nhật với hai sự lựa chọn. Một là phiên bản G, máy 1.5 hút khí tự nhiên, nó sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT anh chị nhé. Và phiên bản thứ hai đó là Honda HR-V phiên bản RS, một cái phiên bản mà thể thao, một cái phiên bản sử dụng máy 1.5 turbo, vẫn là hộp số CVT thôi. Từng phiên bản có khuyến mại quà tặng lăn bánh thế nào, mình xin phép cập nhật luôn để anh chị chúng ta xem xét tại cái thời điểm này. Đầu tiên là Honda HR-V phiên bản G, một cái phiên bản mà được rất nhiều anh chị khách hàng quan tâm theo dõi và lấy về cái chiếc xe này. Một chiếc xe sử dụng máy hút khí tự nhiên 1.5, giá niêm yết là 699 triệu. Dịp giữa tháng 3 này mình cập nhật được mới nhất, đại lý sẽ giảm là 25 triệu đồng tiền mặt anh chị ạ. 25 triệu đồng tiền mặt nhá. Ngoài ra nữa sẽ có là 80 triệu đồng tiền phụ kiện nữa. Một cái phiên bản này là một cái phiên bản mà mình thấy là kiểu dáng thiết kế ok này, không gian bên trong ok này, nhưng mà có một vài những cái option, những cái tiện ích thì chúng ta phải nâng cấp. Ví dụ như là về phần ghế, hay là chúng ta có thể làm phụ kiện trong gói 80 triệu thì có dán kính, có trải sàn, có cam màn trình, thích thì làm thêm cái sơn phủ gầm, thích thì làm thêm cái phủ ceramic. Nói tóm lại là có một clip phụ kiện, cứ lựa chọn đủ 80 triệu là ok anh chị nhá. Giá bán của nó thì còn 674 triệu. HR-V phiên bản G này lăn bánh ở tỉnh sẽ là 747 triệu, ở Hà Nội là 780 triệu, và Thành phố Hồ Chí Minh là 767 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 747, Hà Nội là 780, và Thành phố Hồ Chí Minh là 767 theo phương án trả thẳng. Mình thường thấy là khách hàng có lăn tăn giữa tầm giá của HR-V phiên bản G này thì nó so sánh với cả Hyundai Creta phiên bản đặc biệt, hoặc là chiếc xe Kia Seltos phiên bản luxury, đúng không ạ? Hoặc là Mitsubishi X-Force phiên bản premium quý chị các bạn ạ. Tầm giá nó cũng kiểu kiểu như thế này. Nếu như mà mua trả góp bản HR-V G này, ở tỉnh tối thiểu bỏ ra là 208 triệu, Hà Nội tối thiểu bỏ ra là 242 triệu, và Thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu bỏ ra là 228 triệu đồng anh chị nhé. Tỉnh là 208, Hà Nội là 242, và Thành phố Hồ Chí Minh là 228 triệu đồng. Honda HR-V này thì được cái là bản hút khí tự nhiên này rất tiết kiệm nhiên liệu anh chị ạ. Một cái chiếc xe mà nhìn kiểu dáng bên ngoài nhìn cũng rất là bắt mắt luôn. Thực sự là với cảm nhận của mình, nhìn một cái chiếc xe HR-V nhìn nó rất là thể thao, bên trong thì cũng rất là rộng rãi thoải mái, gầm thì cũng khá là cao anh chị nhá. Phía trên bản G đó là phiên bản RS, nó còn một cái phiên bản nữa là phiên bản L, nhưng mà mình bỏ qua do là đại lý thì gần như là không có cái phiên bản này, cho nên bỏ qua luôn. Cập nhật luôn cái phiên bản trước mắt quý các bạn đây, bản đắt tiền nhất, bản thể thao, đó là bản RS. Bản này thì đang có mức giá niêm yết là 871 triệu đồng. Với phiên bản này tại thời điểm này đang giảm về tiền mặt nhá, là 40 triệu dành cho quý các bạn, 40 triệu đồng tiền mặt. Giá bán còn lại của nó là 831 triệu đồng. Đây là mức giá tại thời điểm dịp giữa tháng, 831 triệu. Bản RS này lăn bánh ở tỉnh là 921 triệu, ở Hà Nội là 958 triệu, và Thành phố Hồ Chí Minh là 941 triệu đồng anh chị nhá. Tỉnh là 921, Hà Nội là 958, và Thành phố Hồ Chí Minh là 941. Cái phiên bản RS này cũng được giảm tặng quà tặng phụ kiện là 80 triệu dành cho quý chị các bạn nhé. Vô vàn phụ kiện chúng ta lựa chọn, không phải sắm thêm bất cứ một cái gì nữa luôn. Đó là bản mà sử dụng máy 1.5 turbo. Bản này nếu mà mua trả góp thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 256 triệu, Hà Nội tối thiểu sẽ là 293 triệu, và Thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 276 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 256, ở Hà Nội là 293, và Thành phố Hồ Chí Minh là 276 theo phương án trả góp. Đó là hai phiên bản cơ bản hiện tại đang phân phối dịp giữa tháng 3 mà Toka VN cập nhật.
cập nhật nhanh dành cho khách hàng đang quan tâm, đang theo dõi để ý trong cái phân khúc này. Một cái mẫu xe nhập khẩu tại Thái Lan, một cái mẫu xe mà tại thời điểm này cũng đang có xe giao, nhiều người lấy bản G trong thời gian vừa qua, rất nhiều luôn. Vậy thì nếu anh chị chúng ta quan tâm, hãy cứ gọi cho cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái màn hình này nhá. Và nhân tiện cái video này, những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đang có nhu cầu nâng đời xe, bán cái chiếc xe cũ mà chúng ta đang sử dụng, thì nhờ các bạn hãy gọi cho cái số hotline 0979 362 118, 0979 362 118 quý chị các bạn nhé, để có thể định giá, báo giá một cách chuẩn xác nhất về chiếc xe chúng ta đang cần bán. Cuối cùng hãy nhớ đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh. Xin chào ạ. Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Honda City phiên bản RS, phiên bản cao cấp nhất, đầy đủ option nhất của cái dòng xe Honda City mà trong cái video ngày hôm nay, ngày mùng 10 tháng 4 năm 2023, trôi được qua 1/3 của tháng 4 rồi. Và video này, Top Car VN cập nhật chính sách giá bán tại thời điểm này tốt nhất dành cho City RS, chương trình khuyến mại về quà tặng phụ kiện và mức giá lăn bánh là mới nhất. Tại thời điểm này, City RS sau khi trừ đi chương trình khuyến mại giảm giá còn rẻ hơn cả giá Toyota Vios luôn. Đây là một chiếc xe hiện tại đang có mức giá niêm yết là 599 triệu đồng. Có thể giảm giá dành cho quý bạn về tiền mặt nhé, trực tiếp lên tới 70 triệu đồng luôn. Xe là sản xuất năm 2023. Giá xe đâu đó